Hello cả nhà, hôm nay Khánh Bình dắt gia đình mẹ đi ăn ngay chỗ quán gà nướng Sáu Gà, cả nhà Sáu Gà nha, đặc sản gà không à. Ở đây là 142 đường đường Tru Tre, Dĩ An, Dĩ An, cái này là về thuộc Bình Dương nha cả nhà. Mời gấp danh với Thủ Đức cả nhà. Bây giờ Khánh Bình sẽ vô review cho các bạn nha. Các bạn nếu mà ăn thì các bạn ghé đây nha. Rồi là mình vô thôi. Đây là cả nhà. Đây số điện thoại luôn nha cả nhà, đó cả nhà nhìn thấy nha, là mình vô hẻm nha. Đây rất là ngon luôn, tuyệt vời lắm, ăn ghiền luôn. Mình vô trong cái con hẻm nè, là khách đông lắm, mình phải đặt trước đó. Là mình vô nè, vô hẻm nè. Đây mình vô rồi, đặt rồi đó, xích quay cái chị này nè. Nước gà rất là ngon luôn, ăn ở đây không à? Nước rất ngon hả? Dạ. Nước ngon. Rất ngon thì phải ngon. Ăn thêm gà vào. Em ăn hai con đó. Là chị là chị nướng, chị ngồi đây chị nướng không đó nè. Chị ngồi nướng ngon xong. Ngon cực cười. Đặt hai con rồi. Dạ. Làm cái mà ngon quá. Nhà mình bán đi, chắc con cái mấy trăm con luôn. Không có đâu em. Mấy trăm con sao mà nướng nổi. Nướng nổi. Con mình sao nướng nổi đúng không? Có hai người nướng. Đi đâu ăn sao? Này gà ta phải chị ha. Ừ. Ta. Đó, vàng dễ thương luôn. Ngon không? Này không có tẩm màu, không có gì nữa nha, ớt thôi nha. Hả? Thấy em đang nói với đây nè, không tẩm màu, không tẩm gì hết. Màu gì đâu đó, vàng tính là gà cho màu gì đâu. Nó vàng thiên nhiên. Nướng bằng than thôi, không có phẩm gì hết. Cả nhà nhớ là đến đây ủng hộ nha. Có mình tự rước qua đây cũng gần cái giáp ranh đó nha. Quay sát vô nha. Đó, làm tự nhiên đó, ngon không? Rồi. Ở bên Mỹ, bên nước ngoài, cho nên nhiều lắm. Mà dịch đó, người ta về không được. Vàng non nhỏ. Bella. Còn một em nữa nè, em đi ăn gà, bữa nay em đi ăn gà nè đó. Bữa nay em đi ăn gà, xin biết nha. Hai cái nhà thấy rất là đông không? Buổi trưa này cũng rất là đông, mình đặt trước, có mình đặt trước là hai con, rồi còn một con nấu lá vàng, nhưng mà ba con, gia đình mình là 6 người cả nhà, rất là ngon, đông lắm, cái này buổi trưa mà đông tới cái này đó cả nhà, buổi trưa mà đông tới cái này đó. Rồi cái nhà ai mà ăn ủng hộ nha, rất là ngon, cái mình quảng cáo dùm thôi, cái mình thấy ngon quảng cáo dùm cho quý vị ăn, đó. Nó vang cái nhà, gà nó vang nha. Ăn cái gà xong mình tới lỗ nó vang. Ở dưới là gà là cái nhà, tại vì chưa xôi mới lấy lên. Nó vang là cái này cái nhà. Đây, mình ướp nè, ướp thiên nhiên. Gà này là chặt nè. Rất là giòn, nó mềm mới vô quay cái này. Có muối tiêu không chị? Gà nướng nha.
chém chém muối tiêu, một chém muối tiêu mà. Ăn đi mọi người ăn. Hai con. Dùng khí luôn cả nhà. Cảm ơn chị, bye. Rồi, xin chào.